Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chặn lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho Thầy. Sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Suy niệm. Bài tin mừng hôm nay bắt đầu với thông tin về cái chết của Gioan Tẩy giả. Cái chết của một ngôn sứ loan báo và làm chứng cho sự thật. Chúa Giêsu đã từng khẳng định: ta là đường, là sự thật và là sự sống. Vì vậy, vị thế của Chúa Giêsu hôm nay chính là ngôn sứ loan báo cái chết của Ngài sẽ trở nên lương thực mang lại sự sống. Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Khi Ngài nhìn thấy một đoàn người đông đảo thì chặn lòng thương. Chúa chặn lòng thương. Ngài đã chữa lành bệnh nhân và muốn cung cấp của ăn cho dân chúng. Chúa đã mời gọi các môn đệ: chính anh em hãy cho họ ăn. Trong khi các môn đệ đang loay hoay tìm cách giải quyết vấn đề đơn giản hơn, là đề nghị xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Việc nhìn thấy nhu cầu của tha nhân, tìm cách giải quyết chúng là điều căn bản của người môn đệ. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta tiến xa hơn một bước, là cộng tác với Chúa, tin tưởng vào Chúa trước những thách đố tưởng chừng không thể giải quyết được. Chúa muốn chúng ta dùng hết khả năng của mình, kể cả những thiếu thốn, để trao ban cho người khác. Phép lạ sẽ xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta biết dâng lên Chúa tất cả những yếu đuối và thiếu thốn của chúng ta, để Ngài trở nên sức mạnh và dư thừa trong niềm tin của chúng ta vào Chúa và phục vụ anh chị em. Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa mời gọi các con hãy cho họ ăn luôn là một lệnh truyền được vang vọng trong tim của mỗi người Kitô hữu. Và hôm nay Chúa muốn nói riêng với con và mời gọi con thực hiện trong cuộc sống của mình. Xin cho con biết mở lòng tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa, để cùng Chúa con có thể xoa dịu những thiếu thốn đói khát của anh em con. Amen.